Có một giọng ca nam khác ngày hôm nay trong chương trình của chúng ta. Trong giọng ca của anh có chữ Vũ, Vũ là mưa. Giọng ca của anh nhuần, mềm mại, ấm áp. Anh rất hợp với những chất của Ngô Thụy Niên, có phải không? Anh vì vậy sẽ ra hôm nay với bài Em Còn Nhớ Mùa Xuân. Rồi sau đó để nối tiếp, nhưng mà Vũ Khanh không phải chỉ có sự ấm áp nhuần nhuyễn trong tiếng ca. Vũ Khanh có một cái đặc biệt, rất đặc biệt là passion ở trong tiếng Pháp. Passion tiếng Anh, anh có một cái nhiệt vọng, một khát vọng mãnh liệt trong tiếng hát. Và đó là bài hát thứ nhì của anh, là bài hát gần, hình như là bài hát áp chót của nhạc sĩ Đăng Khánh. Lát nữa đầu hai chương trình Vĩnh Lạc sẽ có giờ nói với quý vị về. Quý vị biết là một người nhạc sĩ, người ta sống một cuộc đời, người ta cũng lớn lên theo dòng nhạc lớn lên theo người, thưa quý vị. Có những lúc còn trẻ mình viết khác, đến khi mình có tuổi mình viết khác. Như Ngô Thụy Miên, chúng ta thường biết ông những ca khúc hồi lúc ông 20 tuổi, bây giờ ông viết ca khúc đã có những cái chín mùi, những cái đặc biệt riêng. Và Đăng Khánh cũng vậy. Bài Hạt Mưa Bay Cuối Đời là bài áp chót của Đăng Khánh. Theo Vĩnh Lạc biết, sau bài này Đăng Khánh chỉ có viết thêm có bài Ly Cà Phê Buổi Sáng với Nghìn Năm Qua Đi, đúng rồi, nhưng mà Hạt Mưa Bay Cuối Đời nó cho thấy cả một cái ký ức sống ở trong con người. Rất khó nói một bài nhạc như vậy. Ở đây Vĩnh Lạc trích lại một câu không thôi. Quý vị biết là trong chữ máu, thưa quý vị, thường thường chữ máu nó không đi vào âm nhạc của chúng ta. Chữ máu dùng trong nhạc chiến đấu thì có, nhạc về chiến đấu, về quê hương, về chống cộng sản thì có, nhưng mà trong tình yêu người ta, văn hóa Việt Nam mình vốn hiền lành, dùng tim là đủ rồi, đâu có ai dùng đến máu, thưa quý vị. Thế mà Đăng Khánh nâng một cái ý của Du Tử Lê trong cái câu Tôi Với Người Chung Một Trái Tim, Đăng Khánh nói thêm một ý nữa, nâng cao lên mức độ nữa lạ lùng, thay là máu em chung trong tim tôi, hình như dòng máu chảy trong tim tôi là từ em đưa tới. Rồi để làm cho cái máu ấy nó nhẹ nhàng đi, ông lại trộn nó với Sương Khuya, thưa quý vị. Ông có chữ rất hay trong bài, Vĩnh Lạc rất thích. Giọt sương khuya yêu thương tuyệt vời, máu tôi từ em đưa tới. Khi mà người ta để cái giọt sương bên cạnh cái giọt máu thì giọt máu nó lấy được cái chất long lanh của hạt sương, và hạt sương lấy được cái chất nồng đậm của hạt máu. Và khi nghe sương đêm reo ngoài cửa, và khi cảm thấy luồng máu trong tim chạy đến vì tình yêu chung với nhau, và lách tách những hạt mưa bay cuối cùng của cuộc đời mình, tất cả mọi thứ nó gợi lên một cõi mà có lẽ chỉ có giọng mới làm được. Chữ không nói được hết, mà chỉ có giọng, có nốt nhạc, và những lời của Vĩnh Lạc thật ra đều là thừa. Và cuối cùng Vĩnh Lạc còn trích một câu nữa mà Vĩnh Lạc rất tâm đắc, bởi vì câu này nó cái nhịp rất hay. Ông có cái câu kết cái lời một, nhớ nhau đêm không qua mau, Vĩnh Lạc rất thích cái nhịp của nó, quý vị. Nhớ nhau đêm không qua mau. Có một câu thơ ngày xưa rất nổi tiếng của nhà thơ La Mã Ovidius Naso. Khi mà một người tuyệt vọng vô cùng, không muốn đêm tối tan đi vì khi sáng ra là mình sẽ phải chết, người ấy kêu một câu bằng tiếng Latin rất nổi tiếng: O lente lente curite noctis equi. Tạm dịch cả tiếng Việt rất dở là chạy chậm thôi, chậm chậm thôi, lũ ngựa của thần đêm hỡi, đừng đi nhanh quá. Và cái nhịp nổi tiếng trong cái câu khác, người ta nổi tiếng O lente lente curite noctis equi, câu rất nổi tiếng. Và vậy nhiều khi cái nghĩa nó không do từ cái chữ mà nó do từ cái nhịp. Và khi nhớ nhau đêm không qua mau, tức là đêm qua chậm, nhưng mà nói đêm qua chậm nó không ra cái ý đó, mà lại nhớ nhau đêm không qua mau. Cái sương khuya, hạt mưa, giọt máu trong tim tôi, và tất cả mọi thứ đó, và cái nhịp của đêm, từng canh dài, bao nhiêu là tình cảm. Chúng ta sẽ được nghe cùng một lúc một bài hát của thời 20 của Ngô Thụy Miên, một bài hát rất già tay của Đăng Khánh, để kế bên nhau, và phải có một giọng ca tuyệt vời để lấy được hai thái cực đó. Giọng ca nhuần nhuyễn, mềm mại, ấm áp, nhưng không kém phần nhiệt đới của Vũ Khanh. Mời Vũ Khanh.